sư phụ, nãy giờ con nghe có 10 triệu hấp dẫn, ly kỳ và rất là thích thú. Các con không có chuyện hấp dẫn hơn đúng không? Anh Vinh là gì nhưng hấp dẫn. Rồi, con kể trước, chúng em Vinh kể sao? Thật ra con không phải là con mà là anh em Vinh. À, con lên đây để con, tại vì anh không có biết tiếng Việt Nam cho nên con lên đây để con nói được giỏi. Thì trước khi anh nói chuyện thì anh có xin phép sư phụ là cái chuyện anh muốn chia sẻ là buổi sáng này con với anh lên trên điện mẹ thì chú con ngồi thiền, thì anh muốn chia sẻ cái trải nghiệm buổi sáng này ở trên điện này. Nhưng mà anh muốn xin phép sư phụ có nên quay video hay không, những cái mà anh trải nghiệm nó sắp sửa không? Cứ quay đi. Nếu mà sư phụ thấy dạ không rồi, vậy thì cứ để quay video ha sư phụ. Dạ. Thì kính tất cả các cụ ông chị ở đây, sáng nay Ngọc Anh với Đạo mới lên trên điện mẹ thì mình có ngồi thiền, rồi anh cũng ngồi thiền. Thì trong lúc mình ngồi thiền thì có một số các đệ tử cũng có mặt, cũng có chị Thu Lan nữa, và các đệ tử thì ngồi đọc kinh mẹ. Còn mình thì mình ngồi thiền với ảnh. Mình ngồi thiền rất là ngắn, khoảng chừng 20 phút. Xong rồi sau đó mình cũng đọc kinh luôn. Nhưng mà anh ngồi hết buổi, hết cái buổi tụng kinh, thì anh có những cái trải nghiệm. Thì hôm nay để cho anh kể cho sư phụ và tất cả nghe cái trải nghiệm trong cái lúc mà anh thiền. Còn mình ngồi đây để dịch sang tiếng Việt Nam. You can speak English, no problem. Yeah, yeah, okay, yeah. She will translate Vietnamese to them, but so, I understand. Go ahead, talk. Anyway, I just said that this morning we was at the Mother Palace in Thiên Long Sơn, and during the time that some of the đệ tử were reading the sutra, you and I were meditate, and after about 20 minutes, I joined the sutra meeting, and you continue meditating. And after the session's over, you share with me what you have experienced during the meditation. And so now you can share your experience to everybody here, including the part that I will need the translation, and you can also share the part that's why some of the entity, Is this on? Hello? Yes. This is why you're close to on. So this morning we were in the Mother's Palace, and there were five or six other people there and reading the sutra when we came in. And my wife and I decided to meditate. So we did, and during the meditation, I meditated for about, I time it with a stopwatch because we were recording and what happens later, about 50 minutes total, and I reached a relaxing state, and as I'm working on meditation, practicing meditation, during this meditation, I began to see not just the
the people that the data they were reading this, but I began to see the whole Mother's Palace completely full of other entities. Every piece, every place, all beside us, all around. I would say maybe 50 to 100 entities there, all in a meditative sort of state, or I mean a kneeling down, and it was that way for the next 10 or 15 minutes. When the reading of the sutra ended, oh, and by the way, two of the entities, one had a very bright aura, and the other one had a very, very bright aura. They weren't all the same, but it was completely full of entities in the Mother's Palace. Cứ mà anh tìm đó thì anh thấy ở trong tâm điểm mẹ rất là đông chư vị, có thể là cả trăm hàng trăm vị ở trong điểm mẹ, và trong số những vị ở trong điểm mẹ thì anh thấy có hai vị hậu ăn rất là sạch sẽ. Một vị thì cái hậu ăn rất là chói sáng, và còn một vị nữa thì có cả một cái cột ánh sáng đó sư phụ, bung lên cao. Còn những vị khác thì anh thấy rất là đông ngồi chung quanh trong lúc các đệ tử đọc kinh. Đó là anh thấy trong phòng rất là đông chư vị. Okay, so as I was meditating, the chanting, the reading of the sutras went on for some 20 minutes maybe, and then I didn't know that you had joined them. Then when the reading ended, I could see the people are moving around, but the entities were still there. Other entities. I don't know the right word to use. I use entity rather than people or persons because they're different. And they still stayed around in a kneeling worship mode. Thì anh thiền anh vẫn cứ tiếp tục, lúc đó có thêm vài đệ tử nữa bước vào trong điện. Anh thấy chư vị lúc đó có một vài chư vị cũng quỳ xuống, mà anh không có biết là lúc đó Ngọc Anh đã xả thiền rồi, và lúc đó mình đang tụng kinh với các đệ tử. Thì anh thấy là chư vị có một các chư vị ở trong đó, có một số các chư vị cũng quỳ luôn ở trong phòng. Thì đó là cái anh thấy. Còn cái phần anh sắp sửa nói tiếp nữa thì mình cảm thấy lúc nãy sư phụ hỏi là cái trải nghiệm mà mình anh sắp sửa chia sẻ có lợi hay không đó. Thì thứ nhất là để cho tất cả quý vị ở đây thấy, và những người trên khắp nơi đang coi, thế là điện mẹ rất là linh thiêng, chư vị rất là tâm ở trên đó, và nhất là khi mà chúng ta đọc kinh thì các chư vị tề tụ về đó rất là đông quý vị. Anh nói như vậy đó. Còn cái phần mà anh sắp kể đây đó, là anh nói là anh không có biết mình đã xa thiền, mình đang đọc kinh. Rồi cái lúc mà đọc kinh xong rồi đó, thì lúc đó cái phone của anh, cái alarm nó bắt đầu nó
Nhưng nó rèo lên thì lúc đó anh cũng xả phiền. Nhưng mà anh vẫn còn thấy chân vị. Anh xả rồi nhưng anh vẫn còn thấy chân vị. So after the reading of the sutra was finished, entities were all sitting around, and the reading of the sutras were finished, and I was still watching, seeing. Then everyone started packing up, moving, getting ready to leave, and conversations started. And there were just conversations about, you know, leaving and things like that. And at that time, all of the entities left. And what was left, there was kind of a golden mist or fog that I saw for a little bit. And I continued meditating. Now, what I got, I've been in the Mother's Palace in the mornings before, maybe 7 or 8 o'clock in the mornings. A number of times, but I never have meditated there. But I've been in the palace with incense and so on in the mornings, and asking for blessings for meditation and other things. But I never realized that I was kind of there by myself, but actually I was not there by myself. So that was one thing I learned from this, is that early in the morning, I go in, and I'm doing about things like that by myself. But maybe the whole room was full of other entities at that time. But I was not meditating to be aware of it. And I'm not able, I don't see that when I'm not meditating yet. So I feel more humble than I realized that I was kind of, yeah, I'm here, I'm the only one. But not really, it's a very sacred, very holy place, a very special place. And there are a lot of entities around, maybe all the time. That's my experience. Yeah, I did notice that when After the reading of the sutras, when the conversations got a little bit, you know, talking about other things and so on and so on, I saw all of the entities leave. Maybe there were one or two that stayed, but had the bright aura that I talked about earlier, and then they also, I didn't see them. I say they left, I don't know. I didn't see them anymore. That there was just a golden sort of mist around, and then after I continued meditating for some more time, and then after the meditation was over, I looked at my watch, said 50 minutes, and it actually seemed like 5 minutes, very short. Thì anh có nói là cái lúc mà cái buổi tụng kinh hết rồi xong rồi thì chưa hiểu cũng vẫn còn ở đó, nhưng mà có một số đệ tử sau khi tụng kinh xong thì có nói chuyện hơi lớn, thì mình cũng xin lỗi các đệ tử là sáng có mặt trên đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái này nó có lợi cho tất cả mọi người, cho nên mình cũng xin. Nói lại anh cũng có nhờ mình cũng nói cho mọi người biết cái chuyện này. Bởi vì anh thấy là chư vị khi mà các chị ngồi nói chuyện hơi lớn ở trong viện mẹ, thì tự nhiên chư vị rời bỏ khỏi. Có vẻ như chú vị không thích mình nói chuyện lớn ở trong việc của mình. Thì khi anh ra ngoài, anh mới nói với mình là có lẽ phải làm cách nào để giữ cho niệm mẹ được yên tĩnh.
Nếu mà mình cảm thấy mình muốn nói chuyện thì mình đi ra ngoài mình nói chuyện. Còn ở trong nhà mẹ thì tụng kinh học thì chư vị sẽ thương hơn. Và nếu mà mình ngại ngào quá, chư vị không có chịu nổi. Anh thấy chư vị rời khỏi phòng mà như là một cái đám mây vàng, màu vàng, chư vị quọt ra ngoài. Cho nên nếu có thể đó, với các EC ở căn có thể để một cái bản giữ yên lặng. Chư vị cũng muốn ở trong đó với mẹ mình nghĩ như vậy. Cho nên mình cố gắng làm sao gặp chị em gặp nhau thì vui vẻ phải không? Mình nên cứ tăng cái cách mình nói chuyện, nên mình quay ở trong nhà mẹ không phải chỉ có mình thôi. Như vậy là mẹ anh ta nói trước giờ anh cứ tưởng là trong đó chỉ có mình thôi. Tại anh thường hay lên trên đó buổi sáng sớm. Anh cố tình đi lên nó sáng sớm là để ít người, cho nên anh được yên tĩnh để anh tìm. Nhưng mà thường với những cái dịp tổ chức lớn mà chư vị ở xa, các vị khách ở xa thường về thì lên điện mẹ nó đâu đó, thì anh nhận thấy cái điều đó. Anh muốn chia sẻ với tất cả mọi người thân chúa một chút. Mình gặp nhau thì mình vui vẻ, cho nên nhiều khi mình rất thiếu mình nhớ. Cố gắng nhớ cái chuyện đó để giữ cho cái điện của mẹ được yên tĩnh. Thì chưa bị thể trong đó nhiều, nó chưa bị nhiều thì nó thì trong đó sẽ có nhiều điểm. Như mình lên đó mà mình thiền có mình cảm thấy khỏe lắm. Và mình cảm thấy có vẻ như mình khôn hơn lên chút. Anything else you want to say? I learned a lot this morning. So I will be... Unless I'm at Hong Kong, you know. Mother's Palace will be different for me from now on. And I'm practicing meditation. I'm learning from my master, who's teaching me meditation. Anh nói, hôm nay anh học, bạn học là ở trong điện mẹ có rất đông chư vị. Và anh cảm thấy từ nay anh sẽ lên điện mẹ thường hơn nữa. Và anh sẽ tiếp tục. Anh sẽ tiếp tục tu tập theo những gì sư phụ đã dạy anh, đang dạy anh. Dạ. Anh cảm ơn sư phụ con cũng cho mọi người những chia sẻ kinh nghiệm của anh. Thank you, Aswin, for your experience and sharing. It's a wonderful story. Tất cả các đứa con họ thiền ngồi ở nơi bàn phòng này từ 5 năm trước. Những cái gì Aswin nói, đứa nào nghe clip từ số 1 tới 254, sư phụ nói cái này bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm đó không? Nhưng mà mấy con nghe thì để một bên thôi, tôi chưa kiểm nhận, không tôi tin sư phụ tôi hay không, đúng không? Gặp đầu tức là vậy không chưa tin. Nếu mà sư phụ kể thật hết những cái gì mà trong đời sống phân nửa của sư phụ cho các con nghe, các con sẽ không bao giờ có đứa nào có mặt ở trong phòng, và cũng sẽ không bao giờ có một sư phụ là thiên tướng kiệt. Nếu sư phụ kể thật hết sự thật, tại vì các con sẽ không bao giờ tưởng tượng được, con hiểu không? Thưa chỉ kể theo cái hợp cái thời hoàn cảnh với cái khả năng cái trí tuệ của những đứa thiện tâm quay đầu đi tìm một cuộc sống tốt hơn và một con đường để mà đi thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian này thôi. Hôm nay sư phụ mới có bao nhiêu mấy chục triệu người ở Mỹ, 5-7 nghìn người. Còn nếu mà sư phụ mà kể thiệt hết, bảo đảm không có người nào bây giờ theo sư phụ hết. Bảo đảm họ nói sư phụ là
là vua quan tưởng, thôi chỉ bị tiếng quan tưởng thôi, điên thôi chứ không phải là vua điên. Nó còn nhiều hơn như thế. Ngày 16 tháng 3 năm 2017, cũng nghe cái điện mẹ, trời ơi quên hồi sáng vừa mới kể. Cha mặc áo long bào màu vàng, mẹ mặc áo long bào, cha mặc áo long bào màu đỏ, mẹ mặc áo long bào màu vàng, rất là quen nghi, sau lưng muôn trùng luôn. Cái điện mẫu lúc đó nó là khoảng, hiện giờ là khoảng 300-400 square feet, nhưng mà lúc đó nó thành một cái không gian cực kỳ rộng lớn, và muôn trùng chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, những chư Phật ngồi trong tòa sen á, đầy trong đó, ánh sáng trong điện mẫu rực sáng hết. Sư phụ quỳ ngay đó, và có 12 người đứng sau lưng sư phụ. Trong kỳ đó có mấy con biết 12 người đầu tiên. Ngày 16 tháng 3, cha ban cái đạo xuống trần gian cho chúng ta, để chúng ta biết đường về cha mẹ, là ngay ngày đó. Cũng là điện điện mẫu, mà nơi mà ai tới cũng lên á, rất là màu nhiệm. Từ một cái tượng gỗ nhỏ xíu cũng có một vị đó thiệt á. Cho nên sư phụ thường dạy mấy đệ tử làm gì làm, vô điện mẫu. Giống như Vinh nói, I already put aside, keep quiet, right? Có không? Từ đầu đã có rồi, chẳng qua là các con không có để ý thôi, sư phụ dùng chứ không để ý. Để con phải để ý, mình lớn tiếng mấy vị không có thích nghe, là vì sao? Là cái miệng của chúng ta, ruột rang phèo phổi chúng ta nó trượt cho lắm, nó hôi lắm. Mấy chư vị là thơm Phật với Bồ Tát không à, mà cha mẹ ở đó là có tứ đại thiên dương, rất là màu nhiệm. Rất là, tại sao bao nhiêu người vô trong điện mẹ đều lăn khóc, đều từ một người cực ác thành cực thiện? Tại sao núi Thiên Sơn hôm nay lại nổi tiếng khắp thế giới, lại cứu được biết bao nhiêu chuyện binh đao khói lửa mà cứu hàng vạn chúng sanh? Một nơi tầm thường làm được vậy à? Vậy mà cái đám cao đi nó đòi đập cái điện mẹ hoài, nó không biết không? Năm nay đòi đập hoài, hỏi đi thì chán nội kìa. Thế nó ác không? Sư phụ, bởi vì tại sao cụ tốn gần 3-4 triệu bạc để mướn lực sư, mướn tùm lum để mà giữ cái điện mẫu lại tới ngày hôm nay? Sư phụ không biết ngày mốt con giữ nổi không? Một cái nơi màu nhiệm như vậy mà người trần thế gian mình cứ đòi đi đập. Lời sư phụ nói các con gắng ghi nhớ. Cho nên cái thành phố này sau này nó sẽ có cái trận là Đại Hồng Thủy, Ring of the Fire, San Francisco sẽ đi xuống lòng biển. Cái thành phố này mấy gì nói sau này nước sẽ dâng lên, sẽ không còn phồn thịnh như thời nay nữa. Ngày hôm đó chúng ta không còn ở đây nhiều nữa. Nhưng mà sư phụ không có mong vậy. Hôm nay sư phụ nói ra được, có nghĩa là sư phụ xin được. Những cái người mà ác với sư phụ cỡ nào nữa, sư phụ cũng đều xin được. Thì con cảm thấy mình thương cái điện mẫu. Cho nên hôm nay đứa nào lên được điện mẫu thì cứ gắng lên. Hiểu bây giờ cũng chưa có biết là cuối cùng mà nó có kháng mình phải đập không á. Hiện giờ mình cũng đang nửa. Tại mấy tuần trước nó tới rồi. Mà trong khi một nơi rất là màu nhiệm linh thiêng, ban ra cái đạo cho toàn thế giới, sư phụ mà kể thật sự những gì sư trải kinh nghiệm qua đó, là sư phụ sẽ không có một đứa đệ tử nào hết. Con tin sư phụ. Con tin, nhưng mà khi mà sư phụ nói nhiều, ví dụ sư phụ nói như vậy nha, sư phụ nói ngay trong thời khắc này, xung quanh chúng ta có khoảng 30 người không phải là người phạm. Con có tin không? Đâu, ổng đâu, mấy người đó đâu? Đâu trên mấy cái bóng này hả? Trung văn tư. Khó nói lắm con.
Nhưng mà những ngày đầu sư phụ có nói mà hồ sư phụ tải ổng nữa, tướng ông cao như hết bên nhìn đó, ổng vẽ cái mặt ổng gì nè, nên là lúc đó Hoàng Trang và anh mới đi tìm cái tượng nhỏ đó, y chang nhậu luôn, ổng khoái lắm, trời giống tôi quá vậy. Vậy cũng như mình thôi, cũng có, cũng phải có cái chân thành, cũng có hiện hữu. Mẹ như vậy là mẹ như vậy. Thế Huynh là người thấy sư phụ có bảy trong hồ quan sư phụ bữa last time you saw me, right? Yes. My aura, right? Yes, yeah. Mấy đứa con cũng có coi clip Thế Huynh nói chuyện đó. Sáng nay sư phụ nói đó, nói. Cái hồi đó anh anh thấy cái hào quang của sư phụ chưa từng bao giờ thấy cái hào quang anh không thể nào mà diễn tả dùng cái ngôn ngữ của mình để mà diễn tả cái hào quang của sư phụ. Mình hỏi anh tại sao anh biết đó là sư phụ, anh nói là có một cái như một cái tâm linh nhập vào cái trí tuệ của mình cho mình biết đó, người đó là sư phụ. Mà từ cái chỗ anh ngồi cách chỗ sư phụ nó rất là xa, lúc có sư phụ ngồi mình nghĩ là chắc là ngân đó, đọc cái nón lá Việt Nam của mình đó. Sư phụ như ngân là hôm đó ngồi ở chỗ mà gần chỗ cái miếu địa thần đó. Mà anh thì anh ngồi tuốt gần chỗ cái library đó. Thì anh lên núi rồi thì cũng thấy là cái distance, cái khoảng cách từ đó mà qua cái chỗ sư phụ ngồi rất là xa. Mà anh thấy cái cột ánh sáng của sư phụ cao tuốt lên tận trời luôn nha. Đi qua lên tận trời luôn, từ trung quanh đó nó là nhiều vòng hào quang hai bên. Thì hai bên cái cột ánh sáng đó là những cái vòng hào quang của sư phụ phủ trung quanh như vậy, và rất là xa tuốt. Như là anh nói xa không thể nào mà mình có thể đo lường được. Anh nói là cái hào quang của sư phụ là như là không thế nào mà diễn tả được. Và cái độ sáng này, cái độ sáng rất là sáng. Cái đèn ở thế gian mình không thể nào so sánh được. Ở thế gian mình không có cái đèn nào mà so sánh được với cái sáng của sư phụ. Tại sao anh nói đó là sư phụ? Thì lúc mà anh ngồi, anh nói không biết chắc này chắc mình tưởng tượng thôi. Cái anh mở mắt ra nhưng anh vẫn còn thấy, anh vẫn còn thấy cái ánh sáng. Xong rồi khi anh nhắm mắt lại thì tiếp cũng vậy, cũng y chang như vậy. Thì anh ngồi với anh nó không biết bao lâu nữa, cái anh nghe có cái tiếng bước chân ở trên cái đường, lúc đó có cái đường sỏi thì tiếng về phía của anh đang ngồi, và cái ánh sáng nó cũng đi về phía của anh đang ngồi. Thì anh thấy rõ ràng cái cột ánh sáng đó lại đi tiến về phía của ảnh, và bên cạnh thì có cái cô này nè, cái cô đệ tử nó bên cạnh đội cái nón lá nữa, đi bên cạnh đi tiến về phía của ảnh. Ảnh nghe cái tiếng, rồi nghe tiếng sư phụ nói chuyện với Ngân. Thì lúc đó là sư phụ tới rất gần chỗ ảnh ngồi, sư phụ kêu anh Linh. Khi anh mở mắt ra anh thấy đúng là cái cột ánh sáng này là sư phụ chứ còn ai vô đó nữa. Lúc đó Ngân đi bên cạnh sư phụ nữa. Rồi anh về vì anh đang viết một cuốn sách về những cái trải nghiệm anh ngồi thiền. Cho nên anh về anh vẽ ra những cái gì mà anh thấy. Anh vẽ ra rồi sau khi ngồi thiền thì anh thu băng, anh ghi lại hết tất cả. Anh có rất nhiều cái trải nghiệm mà
sau này nếu mà có cơ duyên anh sẽ biết cái cuốn sách anh kể lại hết những cái trải nghiệm đó, chứ bây giờ nhiều quá nói ra hết, mà nếu mà không thu băng hay là không ghi lại thì rất dễ quên. Cho nên theo cái lời khuyên của sư phụ thì anh ghi lại hết, rồi ngoài cái việc viết ra sách, anh còn mua cái máy thu âm lúc nào cũng ở bên cạnh đó. Khi anh thiền xong là anh thu lại hết trong đó để anh về anh làm lại một cái cuốn sách. Thì hy vọng là sau này nếu mà cuốn sách đó có thể viết xong thì cũng có thể là mọi người sẽ được biết thêm nhiều về những cái trải nghiệm mà anh đã trải qua. Như anh theo sư phụ I have one. Actually, I have. Practically, we're here in this room. I'm looking, and I see all of you. Sufo is here, and appears as he appears with these eyes. But actually, his appearance is a column of light, 35 or more feet tall. Here. I have 64 dimensions. I can transform any 64 any form, whoever can imagine about me. So this is amazing and real. Anh nói tất cả là thật đó, tin anh đi, thật hết đó. Anh là một nhà khoa học gia. Mà anh nói như vậy, anh nói cái này không phải là để được ngồi đây để nói chuyện với chư vị đâu, không phải là để được tiếng tâm hay cái gì, hay có lợi lộc gì, không có. Anh muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người hiểu rằng mình đang gần một vị thiên tử 100% cứ thiệt chứ không phải là giả. Một vị thiên tử đến với chúng ta, ngài là ánh sáng, bởi vì mình là người trần mắt thịt, cho nên mình thấy ngài như là một người trần. Sự thật ra ngài là ánh sáng, và vì vậy cho nên anh muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta và tất cả mọi người đang theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay để biết rằng những gì sư phụ nói mà sư phụ nói đều có thật hết. Những gì sư phụ xưa nay sư phụ nói cái gì cũng có hết, cũng xảy ra hết, và chúng mình cũng tuyệt đối tin tưởng những gì sư phụ dạy chúng ta. Còn nhiều cái chuyện nếu mà anh trải nghiệm, nhưng mà để bỏ mất thì giờ ở đây thì để con xin phép sư phụ buổi chia sẻ hôm nay xong. Thank you, Minh, thank you, Thiên Ngọc Anh, Minh.